Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nữ mạng, trong năm 2022 rất nhiều vận may, chắc chắn sẽ lên đời đổi vận. Hoan hỉ chào đón quý vị đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người làm chương trình thì Diễm Quỳnh mến chúc quý vị luôn gặp những sự may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, không còn bao lâu nữa thì năm cũ sẽ qua và năm mới với rất nhiều những hy vọng đang dần đến. Ai trong chúng ta thì cũng hy vọng rằng mình sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là bước sang năm mới, năm Nhâm Dần thì mọi người đều cố gắng không ngừng để tìm kiếm những điều tốt đẹp, những cơ hội mới để xây dựng mọi thứ viên mãn hơn trong năm. Trong năm 2022 Nhâm Dần thì rất nhiều con giáp có vận may lội ngược dòng và đặc biệt trong số đó thì nổi bật có tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nữ mạng. Trong năm 2022 thì con giáp này được quý nhân tương trợ và được thần tài chiếu cố rất nồng hậu. Cụ thể là những tháng đầu năm thì con giáp này sẽ gặp được rất nhiều may mắn, công việc thuận lợi, hanh thông. Ngoài ra thì tuổi Quý Sửu, nữ mạng cũng sẽ tìm được nhiều cơ hội đổi đời trong năm 2022. Trước khi bước vào phần luận giải, quý vị cũng đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào tín hiệu quả chuông ở bên góc phải màn hình để luôn là người đầu tiên nhận được những thông báo về những video bổ ích, cập nhật kiến thức về tử vi, phong thủy quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát chúng ta theo dõi phần luận giải về lá số tử vi của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nữ mạng, trong năm 2022. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022, nữ mạng, thăng quan tiến chức. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022, nữ mạng, gặp mạch Việt trợ lực, có vận thế tốt, tiền tài và các quan hệ xã giao đều nhận được may mắn vui vẻ. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022, nữ mạng. Trong năm Nhâm Dần 2022, vận trình của quý bà tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 sẽ như thế nào? Nhìn chung, bạn sẽ gặp được nhiều cát tinh có ích trong công việc và tiền bạc. Ở phương diện sự nghiệp, Quý Sửu gặp mạch Việt trợ lực, có vận thế tốt, tiền tài và các quan hệ xã giao đều nhận được may mắn vui vẻ. Tình cảm gặp hồng loan chiếu mệnh, cho nên dù đã lớn tuổi thì vẫn có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Về phần sức khỏe thì bạn phải chú ý nhiều hơn một chút, bệnh phù xuất hiện, nó sẽ khiến cho sức khỏe của bạn nguy hại. Phụ nữ Quý Sửu nên chú ý chăm sóc bản thân mình nhiều hơn trong thời gian này. Đồng thời, do tuổi Quý Sửu vừa mới thoát khỏi hạn thái tuế của năm, bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, quý vị lưu ý hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí để hóa giải hạn thái tuế của năm. Khi mang theo kim bài thái tuế bên mình, những người tuổi Quý Sửu sẽ được thái tuế tương trợ, che chở, cho nên vận trình của năm sẽ may mắn, lại càng may mắn hơn. Hung tinh. Tử vi số dự báo hung tinh bệnh phù sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, gây tổn hại nhiều hướng, cho nên cân đối với sức khỏe thì người tuổi Quý Sửu nên chú ý nhiều hơn. Cát tinh, mạch Việt mang lại sự vui vẻ, hạnh phúc và thái độ làm việc tích cực, tốt đẹp cho phụ nữ tuổi Quý Sửu. Đặc biệt, nó còn mang đến những cơ hội công việc lớn hơn và nhận được nhiều thuận lợi, may mắn. Hồng loan đại diện cho tình cảm nam nữ, muốn kết hôn, cơ hội để kết hôn. Nó mang lại sự hạnh phúc cho những người có gia đình và sẽ giúp cho chuyện tình cảm của bạn được tốt lên trông thấy. Sự nghiệp đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022, nữ mạng, sẽ có đường sự nghiệp vững vàng. Tử vi năm này, Quý Sửu nữ mạng nhận được sự trợ giúp của cát tinh, mạch Việt. Vận trình công việc bạn sẽ lên như là diều gặp gió, không thể ngăn cản. Đặc biệt là đối với một số nhân viên văn phòng, vì bạn có kinh nghiệm làm việc tương đối phong phú ở nơi làm việc, cộng thêm sức mạnh của cát tinh trợ giúp, cho nên về công việc giống như được chắp thêm đôi cánh, vận trình rất tốt, hoàn thành mọi thứ một cách dễ dàng, thu về thành quả lớn. Vì vậy, Nhâm Dần là giai đoạn thuận lợi để phát triển sự nghiệp của nữ mệnh Quý Sửu sinh năm 1973. Bạn phải nắm bắt cơ hội và cố gắng phấn đấu thì mới có thể thăng tiến nhiều hơn trong năm nay. Để con đường tài vận và sự nghiệp được hanh thông thuận lợi, gia chủ tuổi Quý Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, trên có khắc Lục Tự Đại Minh Chú và Thần Chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo bên mình giúp khai sáng trí tuệ, mọi quyết định đưa ra sẽ sáng suốt và chính xác hơn. Vì thế công việc sẽ được hanh thông thuận lợi, mang lại tài lộc cho người tuổi Quý Sửu. Tài vận đánh giá 4 sao.
Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022 nữ mạng dự báo đường tài lộc của bạn khá lý tưởng trong năm nay. Tử vi 12 con giáp dự báo tuổi Quý Sửu được các cát tinh thúc đẩy và sự nghiệp phát triển, nhiều phụ nữ Quý Sửu có thu nhập rất khả quan trong năm nay, thậm chí còn có khả năng được tăng lương. Tử vi tuổi Sửu sinh năm 1973, năm 2022 nói rằng kỹ năng quản lý tài chính của bạn rất mạnh. Bạn có thể thu được lợi nhuận trong đầu tư và quản lý tài chính, vì vậy tổng thể tài sản khá ấn tượng. Tình cảm đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022 nữ mạng sẽ gặp nhiều may mắn hơn về đường tình cảm. Người độc thân đã kết hôn đều có khả năng gặt hái được một cuộc hôn nhân hạnh phúc dưới sự phù hộ của các tinh hồng loan. Đặc biệt, đối với một số quý bà Quý Sửu độc thân lớn tuổi, cơ hội kết hôn trong năm nay rất cao. Bạn có cơ hội gặp được nửa kia phù hợp với mình. Vì vậy, Quý Sửu nữ mệnh được khuyên là nên ra ngoài thường xuyên hơn và tin rằng đào hoa rồi sẽ đến với bạn. Để tăng cường vận đào hoa cho mình cũng như tăng cường vận tài lộc trong năm nay, thì người gia chủ tuổi Quý Sửu hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Vòng sử dụng bộ tam hợp quý thần làm pháp khí chiêu tài và hóa giải thị phi trong năm 2022, năm Nhâm Dần cho gia chủ tuổi Quý Sửu. Khi được quý thần tương trợ, mọi xung khắc thị phi được giải quyết, tăng cường mối quan hệ trong công việc cũng như trong cuộc sống. Từ đó con đường công danh sự nghiệp được khai mở, tài lộc kéo đến ầm ầm. Sức khỏe đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022 nữ mạng không mấy lạc quan trong năm nay. Xem bói nói, tuổi Sửu sinh năm 1973 bị ảnh hưởng bởi hung tinh bệnh phù. Thể chất của phụ nữ tuổi Sửu trong năm nay không được tốt cho lắm, thường xuyên đau ốm. Đặc biệt, một số phụ nữ Quý Sửu đang bận rộn với sự nghiệp và gia đình, có khả năng mắc bệnh tật do làm việc quá sức khiến cho bản thân suy sụp vì căng thẳng hoặc quá tải. Vì vậy, năm Nhâm Dần, bạn nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân, nghỉ ngơi nhiều hơn để giữ gìn sức khỏe, không nên quá bận rộn. Hãy kết hợp làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Tử vi từng tháng. Tử vi từng tháng Quý Sửu năm 1973. Trong năm 2022, nữ mạng sẽ được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích như sau. Tháng 1, đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022 nữ mạng dự báo sang tháng riêng âm lịch, dưới sự tác động của các cát tinh và không khí lễ hội mùa xuân, phần lớn phụ nữ tuổi Sửu sinh năm 1973 có vận trình tài lộc tương đối lạc quan, mọi mặt của bạn đều rất tốt, về cơ bản sẽ không có quá nhiều vấn đề, khó khăn vẫn có thể xuất hiện, nhưng mọi thứ hiện đang nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tháng 2, đánh giá 4 sao. Tử vi từng tháng dự báo tuổi Quý Sửu vào tháng 2 có quan hệ gia đình khá lý tưởng, bị ảnh hưởng bởi mùa lễ hội mùa xuân mà tranh thủ thời gian nông nhàn vào những ngày nghỉ, ngày lễ để về thăm nhà, thăm người thân, bạn bè, tăng cường giao tiếp, tiếp xúc, giao lưu giữa mình và người thân và kéo theo quan hệ thân thiết lên rất nhiều, gia vận vì thế cũng được cải thiện. Tháng 3, đánh giá 5 sao. Tử vi tháng 3 năm 2022 tuổi Quý Sửu nữ mạng dự báo với sự trợ giúp của cát tinh mạch Việt, phụ nữ Quý Sửu có vận trình sự nghiệp hanh thông. Đặc biệt, một số phụ nữ Quý Sửu ở vị trí cao có thể sẽ được công ty cử đi công tác. Đây có thể là cơ hội phát triển tốt cho bạn, vì vậy hãy nhân cơ hội này để học hỏi nhiều hơn bạn nhé. Nhìn chung công việc tháng này của bạn có kết quả tốt, có lợi cho sự thăng tiến và phát triển sự nghiệp sau này của bạn. Tháng 4, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022 nữ mạng dự báo tình trạng có thể không được lý tưởng trong tháng này. Bạn bị ảnh hưởng bởi các hung tinh, nhiều phụ nữ Quý Sửu tuổi 49 thường tỏ ra chán nản, cáu gắt trong tháng này. Về quan hệ giữa các cá nhân cũng dễ làm mất lòng người khác vì tính tình không tốt, không ổn định. Điều này gây bất lợi cho bạn. Tử vi tháng khuyên bạn nên kịp thời điều chỉnh tình hình hiện tại, đừng để các hung tinh luôn ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Tháng 5, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Sửu sinh năm 1973 dự báo bạn có chút xui xẻo trong tháng này, bị ảnh hưởng bởi hung tinh và các yếu tố kinh tế bên ngoài. Hầu hết phụ nữ Quý Sửu đều có tình hình thu nhập không như ý trong tháng này, thu nhập chính và phụ đều giảm xuống. Đồng thời, tình hình tiêu dùng của phụ nữ tuổi Quý Sửu trong tháng này sẽ tiếp tục tăng cao. Nếu không quản lý được cán cân thanh toán của bản thân, rất có thể sẽ khiến cho tài chính căng thẳng hoặc túng thiếu trong tháng này. Tháng 6, đánh giá 4 sao. Tử vi tháng dự báo vận trình tình cảm của phụ nữ tuổi Sửu
sinh năm 1973 khá tốt trong tháng này. Với sự giúp đỡ của sao Hồng Loan, mối quan hệ của bạn và chồng sẽ được cải thiện, đôi bên có thể dần buông bỏ những mâu thuẫn và định kiến trước đây trong cuộc sống, cùng ngồi lại bình tĩnh nói chuyện. Điều này rất hữu ích để mối quan hệ của bạn xích lại gần nhau hơn và hâm nóng tình cảm. Ngoài ra, một số phụ nữ Quý Sửu lớn tuổi còn độc thân, với sự giúp đỡ của cát tinh, cũng có thể làm quen với một số người khác giới để biết nắm bắt cơ hội thoát ế trong tháng này. Tháng 7, đánh giá 4 sao. Năm 1973, các mối quan hệ cá nhân của phụ nữ tuổi này được cải thiện nhiều hơn. Mối quan hệ phát triển rất tốt, bạn có thể thường xuyên gặp được một số người đáng tin cậy và có năng lực trong cuộc sống. Nó giúp cho bạn nâng cao các mối quan hệ, cải thiện sự thuận lợi cho sự nghiệp và công việc của bạn. Có rất nhiều cơ hội dành cho bạn, vì vậy phụ nữ tuổi Sửu sinh năm 1973 trong tháng này phải trau dồi những mối quan hệ của bản thân và cố gắng làm quen với càng nhiều người càng tốt. Tháng 8, đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022 nữ mạng, dự báo tài lộc của bạn có phần khởi sắc, được thúc đẩy bởi cát tinh. Những người bắt đầu kinh doanh hoặc đang tham gia vào các dự án khởi nghiệp có thể thể hiện rất tốt công việc kinh doanh của mình và có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Không những vậy, các thu nhập phụ của quý bà tuổi Quý Sửu cũng tăng lên đáng kể, vừa có tiền vừa có nhiều may mắn. Tháng 9, đánh giá 3 sao. Khi bước sang tháng 9 âm lịch, vận trình sức khỏe của phụ nữ tuổi Sửu sinh năm 1973 có thể đáng lo ngại hơn, đặc biệt dưới sự tác động của hung tinh bệnh phù, một số người tuổi Sửu có thể bị các bệnh lý khác nhau như là ho, sốt hoặc nhức đầu, đau bụng. Vì vậy, người tuổi Quý Sửu nên chăm sóc sức khỏe tốt trong tháng này, nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều hơn, đừng để các hung tinh và bệnh tật có cơ hội. Tháng 10, đánh giá 4 sao. Khi bước sang tháng 10 âm lịch, vận trình của nữ mệnh tuổi Sửu về mọi mặt của tài lộc đều khá suôn sẻ, cơ bản là không có vấn đề gì phát sinh. Tuy vậy, tài lộc ổn định nhưng sự phát triển tương đối chậm. Nếu quý bà tuổi Sửu sinh năm 1973 muốn tiến bộ, bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn. Tháng 11, đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022 nữ mạng, dự báo đường tài lộc của bạn vẫn lạc quan. Trong tháng này, hầu hết tuổi Sửu đều có trạng thái tinh thần tốt và cuộc sống của bạn rất năng động và tràn đầy sức sống. Bất kể bạn làm gì thì mọi việc đều diễn ra tương đối dễ dàng và suôn sẻ, nhìn chung là không tệ. Tháng 12, đánh giá 3 sao. Khi bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình tài lộc của nữ mệnh sinh năm 1973 có thể không được tốt cho lắm. Do thời điểm cuối năm đang cận kề, cho nên để đón năm mới, phụ nữ Quý Sửu có thể sẽ bận rộn với công việc nội trợ hoặc chuẩn bị cho năm mới. Ngoài ra, còn rất nhiều công việc phải giải quyết ở công ty, cho nên tuổi Sửu cảm thấy không được như ý. Có thể vì quá nhiều việc phải giải quyết, cho nên khiến cho nữ mệnh chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 căng thẳng quá mà sinh phiền muộn bệnh tật. Vì vậy, những người thuộc tuổi Sửu sinh năm 1973 cũng nên chăm sóc bản thân trong tháng này, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, đừng để bản thân quá vất vả. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của người sinh năm 1973, Quý Sửu, nữ mạng. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2022 Nhâm Dần, đúng không ạ? Diễm Quỳnh rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông ở bên góc phải màn hình để cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin về tử vi phong thủy mới nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.